Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, chính là cầm lúp cầm tay có đèn LED với mã model là 2806-30X các bạn ha, của hàng sản xuất Catech Đài Loan, được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên và giúp các bạn phóng đại đồ vật lên tới 30 lần, chuyên dùng để đọc sách, soi mặt, sợi vải, chắn ảnh nghệ thuật vân vân, với thiết kế nhỏ gọn chắc chắn nên làm rõ nét. Sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn và kia nhất các bạn ha. Với chất liệu và khung nhựa ABS thấu kính hai lớp thủy tinh K9, kích thước là 203 x 106 x 25 mm, độ phóng ngoại là 30x, đường kính thấu kính là 80 mm, nguồn sáng là 12 led các bạn ha, siêu sáng các bạn, mới gồm pin 2 pin 2A và sản xuất theo công nghệ của Đức.